Đối với nhiều người Việt Nam tại Australia, việc tự do đi lại trở về quê hương là ưu tiên hàng đầu trong những ngày sắp tới. Liên tiếp phải đón Tết xa quê trong 2 năm do dịch bệnh và lệnh đóng cửa biên giới, những người con đất Việt chỉ có một mong muốn duy nhất là được trở về quê hương, thăm họ hàng, gia đình, quê cha đất tổ. Việc đi lại giữa hai nước đã bắt đầu là thuận lợi hơn. Và không chỉ cá nhân tôi mà tôi biết rằng là rất nhiều anh chị cũng đang rất là muốn để sắp xếp được những cái chuyến bay gần nhất để quay trở về Việt Nam. Việc chính phủ Australia dỡ bỏ lệnh cấm mở cửa biên giới tự do cũng có ý nghĩa rất lớn với các du học sinh Việt Nam khi các bạn được quay trở lại hoàn thành nốt khóa học tại Australia thay vì học online trong suốt thời gian qua.